thưa với bà con cô bác, cái ông Nguyễn Văn Hảo này là ông là coi như là một trong những ông tỷ phú giàu nhất nhì Sài Gòn này đó nhiều ạ. Bà con cô bác thường hay có một cái sự lẫn lộn nè, cái cho là ông Nguyễn Văn Hảo này là thủ tướng hay phó thủ tướng gì thời Việt Nam Cộng Hòa ha. À, để bà mình còn tập trung ha, kể cho bà con bác nghe về lịch sử ông Nguyễn Văn Hảo này. Tối nay mà bà con cô bác ghé quán mì Hoàng Diệu ha, với ba mẹ cô tô mì dịch. Đây là tô mì heo luôn đó. Ba mẹ cô thích ăn mì heo hơn ha, cái cọng mì, nói chung là thích cái cọng mì của nó. Rồi mà bà con cô bác ăn ha, rồi tối lên đường đi dạo đêm với ba mẹ cô. Hello, xin chào tất cả các cô, chú, anh, chị và các bạn. Rất vui được gặp lại các cô, chú, anh, chị và các bạn trên kênh của ba mẹ cô. Hiện tại ba mẹ cô đang đứng ở số 33 Nguyễn Đức Thạnh rồi bà con. Ở đây ngay có cái đài nước nè. Xin thưa bà con, bắt con đường này nó đông quá trời đông. Ba mẹ cô tính chạy xuống đường Tùng Đảng ở đó đó mà nó đông quá trời kìa. Nay ba mẹ cô mới ăn cái mì vịt tiềm ở quán đây xong. Không hiểu sao cái khúc rặng đường ở đây nó bị bóp của chai hay sao mà nó cứ đông. Thôi giờ mình né qua đây, bên đây nó là vắng que nè. Ở đây là chợ Xóm Chiếu nè bà. Thế ở đây là phường 13, phường 12. Hình như ba mẹ còn nhớ lầm là ở đây là cái đợt vừa rồi là mới sáp nhập lại phường hay sao, phường 12, phường 13 sáp nhập lại hay sao. Đây là chợ Xóm Chiếu về đêm. Quên, xin thưa bà con cô bác, hiện tại thì bây giờ để ba mẹ còn cập nhật cho bà con cô bác nha. Hôm nay là ngày 12 tháng 6, bây giờ là 10 giờ đêm. Nhiệt độ bên ngoài là 28 độ C, chắc đổi ra đồ ép là khoảng 82 độ ép. Ở đây là chợ Xóm Chiếu nè. Hồi xưa cái tòa nhà này là bệnh viện quận 4 đó bà con. Đây là cái cổng sau của bệnh viện quận 4 nè. 10 giờ đêm. Con đường nó vắng te. Cô ba trái cây. Ôi nhớ ba mẹ cô hồi xưa quá bà con. Hồi xưa ba mẹ cô cũng đá banh gì nè. Hồi xưa ngay chỗ mà cái đường Nguyễn Huệ á, xin thưa bà con quá, đường Nguyễn Huệ là bắt đầu lấy hai chiếc dép ra làm sân gôn đó. Rồi đá banh. Hồi đó ba mẹ cô mê đá banh lắm bà con. Tối 4 rưỡi sáng là dậy, bắt đầu là mang giày, bắt đầu chạy bộ đi đá banh. Có khi đá với đài liệt sĩ, có khi là lên phố đi bộ Nguyễn Huệ đá. Rồi ra đó bắt đầu là kéo con Ben đi gì đó. Bắt đội. Rồi bắt đầu ra đá. Đá xong rồi bà con bác biết làm gì phải không? Lâu lâu cái không biết ăn gian hay đá mệt hay là thu tiền gì đó. Rồi đó đá ăn tiền không mà. Bắt đầu quýnh lộn. Quýnh lộn biết à. Xong hiểu sao hồi xưa bây giờ ba mẹ cậu thấy ít quýnh lộn rồi con. Chứ thời của ba mẹ cậu sao ba mẹ cậu thấy quýnh lộn biết à. Ngày nào ba mẹ cô ở quận 4 này là ngày nào ba mẹ cô cũng thấy chửi thề với quýnh lộn đó. Nó giống như là một cái cuộc sống hàng ngày luôn mà con. Mà nếu mà không có cái đó là cái giống như là nó thiếu ăn cơm không ngon thì sao á. Ba mẹ cô nói thật, nói bà con bác không tin đâu. Nhưng mà rõ ràng là thiệt vậy á. Hồi đó mà đây là đường Đoàn Văn Bơ nè. Ở quận 4 này hồi đó là ba mẹ cậu thấy quýnh lộn như cơm bữa. Tối khuya cũng quýnh mà sáng cũng quýnh. Mà giống như là ba mẹ cậu xưa cũng quýnh luôn. Hồi đó hàng nào ở quận 4 này cũng có võ nghệ đầy mình nha bà con. Không biết mấy đứa khác thì có không, nhưng mà võ cua cả chồng nói chung là ba mẹ còn hồi xưa là ba mẹ còn học võ dữ lắm. Học võ để bảo vệ, học võ với lại thêm một cái võ nữa, bà con bác biết võ gì phải không?
cái vỏ mà ông Quỷ Cấm Tử ông khuyên á nên xài, đó là tam thập lục kế tẩu di thượng sách. Đó, bà con bác biết cái vỏ đó không? Đó là vỏ chạy. Hồi xưa không ai chạy lẹ bằng ba mươi cầu đâu, thấy mà có biến có động cái là bắt đầu chạy giọt lẹ. Mà thật sự khi mà quýnh lộn á bà con, phe mình mà mạnh thì mình quýnh, còn mà phe mình mà yếu là phải chạy vô lẹ chứ mà nó quýnh mình chết à. Cho nên cuộc đời á, hôm nay mình quýnh nó chứ mai nó quýnh mình. Còn giờ bà con bác thấy quận tư giờ thay đổi không? Hàng quán người dân người ta lo tập trung làm ăn buôn bán. Chứ hồi đó dân quận tư này xăm hình bậm trợn lắm, ghê lắm. Đi vô đây cái là hết hồn luôn á, chứ không giỡn đâu. Tôn Đảng quận tư phố Tôn Đảng 10 giờ đêm. Đó, giờ đây dân người ta lo tập trung làm ăn buôn bán chứ quýnh lộn gì nữa, giang hồ chi nữa. Đó, quận tư bây giờ hết giang hồ rồi bà con. Chứ hồi đó giang hồ quận tư là ta nói là nổi tiếng khắp nước, thậm chí miền Bắc mà nghe tới quận tư là cũng biết danh. Bà bán xôi à, tối giờ khuya ba mẹ cầu chở bà con bác đi xem cảnh đường phố ha. À, xin ơi với bà con bác là ba mẹ cầu đi quay ban đêm thì bây giờ ba mẹ cầu sẽ về cái cuộc sống Sài Gòn ngày nay nha bà con. À, tại vì ba mẹ cầu quay ban đêm á, ba mẹ cầu nói mấy cái địa danh địa sử mà xưa á, bà con bác sẽ không có nhớ đâu, mà cũng không biết nữa, mà cũng không thấy nữa. Giống như đi thẳng đường Tôn Đản này là mình đi tới cái khu văn thuyền á, đó. Nhưng mà giờ đi nói vậy thôi, với tối thui thì máy quay nó cũng không tới nữa, bà con quá khó hình dung lắm. Cho nên trong cái thời gian này xin thưa bà con bác, ba mươi giờ sẽ đưa bà con bác về cuộc sống Sài Gòn ngày nay, ha, xem coi bây giờ ha, người dân làm ăn buôn bán là sao. Tuy đó. Rồi mình đi vô hẻm 243 này á, tới đây là cái khu này là khu chợ 200. Hồi đó quận tư mình là nổi tiếng nhất là giật đồ móc túi mấy thầy hai ngón á. Trời mấy thầy đó làm lẹ lắm nha bà con. Hồi xưa lúc mà hồi đó ba mày cầu còn nhỏ đó, là ba mày cầu chơi với dân đó không á. À, trai thì thôi mà thôi đi à, mình nói chuyện đừng nói chuyện hồi xưa à, nói coi ngày nay thôi, nhưng mà nói lại là hồi xưa dân quận tư ghê lắm. Mà trong cái số đó thì cũng có những gia đình tốt lắm nha bà con, gia đình lịch sự đàng hoàng à, chứ không phải là ai cũng ghê gớm đâu à. Nhưng mà cái phần đó thì nó hơi bị hiếm, mà nếu mà có nữa ở trong cái khu mà nó quậy quọ vô đó thì so với dân ở ngoài quận khác thì vẫn là thứ dữ. Ba mày còn nhớ là dân quận tư mà xưa đi ra quận khác là không bao giờ để xấu danh quận tư á, mà xấu danh cái gì, xấu danh quýnh lộn giang hồ
nghĩa khí. À, à con đường này đường Xóm Chiếu nè bà con. Trời ơi, hình như đi ngang qua cái chỗ giặt đồ hay sao á, cái mùi nó khó chịu quá. Ở đây có cái miếu Thiên Hậu nè, khu này là khu nghỉ hoa Chợ Lớn rồi đó. Không à, khu nghỉ hoa quận 4. Sao tự nhiên ba thấy lạnh lạnh ta? Có thấy lạnh không ta? Sao tự nhiên nó sổ mũi nó giống như cảm rồi ta? Rồi ở đây là chợ này người ta gọi là chợ Xóm Chiếu đúng không ta? À không, đây là chợ này người ta gọi là chợ Kho 4. Đây, chợ này nè. À, chợ này chợ Kho 4. Rồi đó, bên tay phải của bà Mì Cô hút ngay chiếc chiếc xe đang đậu bà con. Có bà bán bánh mì chả cá ngon lắm. Cái khúc này nè. Không, chính xác là ngay cái chỗ của trụ nước này nè. Không tên nước này nè. Đó, đó các bà bán bánh mì chả cá. Tầm chiều chiều bà dọn là bà bán. Đó ba mày rồi đi học thêm ở đâu trong hẻm này nè. Ở trên cái chợ Xóm Chiếu nè bà ơi, chợ Kho 4 nè bà con, có nhà của ông thầy Dạng dạy võ taekwondo nha bà con. Đó, hồi xưa ba mày rồi cũng đã từng học ông thầy Dạng đó. Ông dạy lớp võ, ông có dạy ở nhà ông luôn. Thầy Vạn nổi tiếng lắm nha bà con, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển taekwondo của Việt Nam mình luôn. Rồi qua tới đây là hết chợ Kho 4 rồi. Mình đi tới đây là bắt đầu nó chuyển tiếp qua một cái ngôi chợ nữa. Cái chợ này người ta gọi là chợ Cầu Cống. Bà con có bác thấy quận tư chợ nhiều không? Chạy có một vòng chút ép à. Chợ ơi là chợ, chợ quá trời chợ. Đường Tùng Đảng. Con đường này nè bà con, thời thập niên 40 á, con đường này là con hẻm nhỏ. Rồi sau cái vụ cháy chợ Xóm Chiếu này nè, bắt đầu ở đây nó mở ra con đường. Đường này tên là đường Đoàn Văn Bơ. Đường Đoàn Văn Bơ này hồi xưa trước năm 75 nó còn có tên là đường Đỗ Thành Nhân. Có nhiều người nói là Đỗ Thành Nhân nhưng mà không phải nha, Đỗ Thành Nhân. Bao nhiêu năm, mấy chục năm trời con đường này nó vẫn y chang vậy rồi đó, không thay đổi, nó không bự ra thêm mà nó cũng không nhỏ bớt đi, y chang vậy luôn đó. Mấy chục năm trời
Bên này phở này thập niên năm 80 có tiệm phở. Rồi sao tự nhiên ba mẹ con buồn ngủ quá bà con. Đó, sao tự nhiên buồn ngủ quá. Chùa Tường Quang này là cũng lâu đời lắm rồi nè bà con. Chùa đó lâu đời lắm á. Mình ra đây là con đường này, đường Hoàng Diệu. Giờ quẹo trái là mình đi về là cầu Trông. Giờ ba mình còn quẹo qua lên cầu Canh Mét nha bà con, để mình đi ra quận nhất. Bên kia có tiệm cơm tấm nổi tiếng lắm bà con, ngay góc đường này Dân Bơ với Hoàng Diệu á. Không biết nó nổi tiếng từ lúc nào nhưng mà ba mình còn nghĩ chắc cũng cỡ vài năm nay rồi chứ không có lâu đâu. Ở đó không có tiệm cơm tấm nào đó. Ở đây là hồi xưa là khu nổi tiếng là khu bán giày. À, ngay cái đoạn Đoàn Văn Bơ này nè bà con, hồi xưa là mấy cái nhà vậy nè, đóng giày á bà con. Không biết bà con bác còn nhớ không, nơi đây nè mấy cái nhà đóng giày nổi tiếng lắm ngay khúc vực, khu vực này. Bên tay phải ba mình còn đây là hồi xưa là hãng xe đạp Hữu Nghị. Trước đó nữa là trước 75 là nó có hãng xe đạp gì đó ba mình còn quên cái tên rồi. À, bà con bác nào có nhớ hả? Ô, mặt tin đâu đây, mặt tin xe đạp Phượng Hoàng. À, bà con bác nào có nhớ cái hãng xe đạp nào nhắc ba mình còn chứ. À, cầu Canh Mét này giờ mở rộng rồi. Hồi đó ba mình còn thường hay đi cái cầu này để đi qua bên quận nhất. Hết khi nào ba mấy cầu đi cái cầu ông Lãnh dưới kia lắm. Và cũng không có đi cái cầu của Khánh Hội nữa. Cầu Khánh Hội xưa đó là cầu quay với bà con. Rồi ba mấy cầu quẹo. Hồi đó là dĩ nhiên là hồi xưa là không có. Cầu này chỉ có đi thẳng xuống đường Canh Mét bên kia thôi. Đúng rồi, đang mở quốc lộ 50. Rồi bên tay trái của ba mày cầu đây hồi xưa là có thượng nghị viện nè. Ở đây là có khu vực cầu móng. Ở đó là cái cầu Canh Mét là cái cầu chính đó nha bà con, để từ quận 4 qua quận nhất cho nó gần. Còn cái mà đi mà mé trên đây thì mới đi cầu Khánh Hội thôi nha. Đi mé về Tôn Đức Thắng á, về mà Sở Thú á thì đi cầu Khánh Hội, với còn thôi là đi chợ Bến Thành đồ là đi cầu Canh Mét hết. Ở đó là ba mươi cầu đi cầu Canh Mét không á. Ấn tượng mà ba mươi cầu nhớ nhất bây giờ á là khoảng năm 86-87 á bà con. Lúc đó thời đó ba mươi cầu có được chiếc 67 á. Trời ơi, trong cái đêm mà coi như là Tết Tết á, hai mấy Tết á, ba mày còn chạy từ quận 4 qua bên quận nhất. À, từ quận 4 qua quận nhất. À, ngồi trên xe nha, chạy chiếc 67. Trời ơi, giữa đường hồi đó có một cái phong trào là đốt pháo. Mà bà con có bác biết cái pháo đại không? Hồi đó chân chơi ác lắm, pháo đại để giữa đường đó bà con. Nó bắt đầu để châm lửa đốt đúng. Chạy xe sắp phải chạy xuyên qua cái chỗ đường Canh Mét này nè. Phải khúc nào ta? À, khúc Canh Mét này nè, đi xuống cái dốc cầu qua kia bên Canh Mét. Đang chạy nghe cái đung cái mình lướt qua. Trời ơi, cảm giác. Cảm giác thật là vô mốt. Cầu này là cầu cống nè. Ở đó cái chân cầu của Khánh Hội là xuống tới đây nè. Con đường này là con đường Võ Duy Huy năm xưa nè. Adi Băng này là ngân hàng gì đó, ba mươi cầu quên tên rồi.
Đó, còn cái trụ sở cái tòa nhà Phi Tiền này nè, là hồi xưa nó là thương cảng Sài Gòn. Quá wow, trồng hoa gì mà thơm quá vậy. Cây nguyệt quế hả? À, hoa trang dây hả? Thơm quá ha. À, hoa quân tử hả? Sử quân tử. Ê, vậy mai mốt mình về mình trồng cái hoa này đi. Mình là quân tử mà. Quân tử là mình chơi sử quân tử. Ồ, tên cũng độc quá ha, sử quân tử. Sao không sử tiểu nhân mà đi gọi là sử quân tử? À, không phải sử tội phải không? Chứ nghe tự nhiên sử quân tử, trời quân tử mắc gì mà sử họ trời. Sử là phải sử tiểu nhân như sử quân tử. À. Đây đây là chuẩn bị xây cây cầu nè bà con. À, 1.000 tỷ. Khủng khiếp chưa? À, rồi đây là bến Bạch Đằng. Bến Bạch Đằng bây giờ cũng đã lột xác rồi. Sài Gòn mình bây giờ đổi mới lắm bà con. Năm 2 ngày thường á, bây giờ hơn 10 giờ đêm rồi đó bà con. À, bà con bác thấy à, một sự lột xác nhẹ nhẹ. Bến tàu cao tốc Bạch Đằng. Trời ơi, lâu lắm rồi mới nghe lại được cái chữ bến tàu rồi bà con. Ô, có từ bến nè. Bến tàu chứ ba mày còn nhớ hồi xưa ta gọi là gì ta, ga. Ga tàu thủy hay là ga tàu cao tốc gì đó. Trời ơi, giờ mới thấy được cái chữ bến. Hồi đó đây là có bến đò Thủ Thiêm nè bà con. Ô, bến tàu Bạch Đằng luôn mà con. Đó, bến tàu Bạch Đằng kìa bà con. Đó. Hồi đó ba mày còn nhớ là như là ga tàu thủy Bạch Đằng thì phải. Đó, hay quá, giờ đổi tên lại đọc nghe đã luôn. Ô, quán Katina, cái chỗ quán kem bữa mày ngồi mày ăn bây giờ nó thành là quán Katina rồi. Ba mày gọi đọc là Katina nha, nhưng mà nhiều người nói là ba mày gọi đọc sai đó. Trên ơi bà con cô bác á, cái ở Việt Nam mình là không có đọc Katina nha bà con. Bà con cô bác mà đi đường Đồng Khởi mà bà con cô bác nói là hồi xưa đường này là đường Katina, người ta cười vô mặt bà con cô bác á. Mà bà con cô bác phải nói là Katinat. À, giống như cà phê Katinat. Đó. Vô bà con bác mở cửa bước ra thôi, nhân viên sẽ nói liền câu Katinat xin chào. À. Còn mà bà con bác mà đi đường mà bà con bác nói là Katina là người ta cười đó. À, người ta chọc và nói bà con bác nhà quê đó. Ở đây là công trường Mê Linh có tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Rồi, ba mày gò quẹo vô. Con đường này là đường Ngô Đức Kế. Cà phê Phúc Long. Rồi đây là phố đi bộ Nguyễn Huệ.
hơn 10 giờ đêm mà con bắt thấy đông ghê mà con. Không hiểu sao sáng mai mấy người này đi làm nổi trời. Già trẻ lớn bé đều chạy ra đây hết. Thật là nhộn nhịp. À, mấy cái quán gánh hàng rong này là bán tự do. Sau một thời gian được đuổi và đến giờ này là bắt đầu được tự do rồi. Cho nên ba mày còn thấy là mọi người bày bàn hàng ra để bán, không cần phải sợ nữa. Hình như là chuẩn bị lễ hội gì nữa nè bà con ơi. Ba mày còn thấy họ đang mấy cái xe này người ta đang chở hàng xuống rồi con. Cái này là chích hàng xuống chứ không phải là dỡ hàng lên nha. Vậy bữa nào mình đi ha, lâu lắm rồi chưa đi. Mới ha. Bà con có bác thấy ghê không? Vừa mới xong cái lễ hội đường xong là bắt đầu giờ chuẩn bị tiếp tục một cái lễ hội nữa. Lễ hội liên tục. Mai mốt là ba mày còn nghỉ Sài Gòn mình là chắc lễ hội quanh năm luôn quá. Ngày mốt á mà làm cái nghề mà tổ chức lễ hội cũng ngon nha bà con. Gọi là nhận thầu tổ chức lễ hội. Red Hotel 5 sao. Hồi xưa đây là cái hãng showroom xe hơi nè. Đây là đường Butter. Kem Bạch Đằng bán mắc mà ăn cũng đông ghê bà con. Đó, bà con bác xem kìa. Hồi đó đây là trước năm 75 cũng là tiệm kem á. À, bà con bác thấy không, người ta ăn kem Bạch Đằng đông ghê không? Đông quá xa đông. Còn ở quán Phim Daily này là coi như không có khách. Nhà sách Sài Gòn ngày xưa là nhà sách khai trí. À, chúng ta đang đi trên con đường Lê Lợi. Đáng lý là một ngày ba mày còn quay 2 phim luôn á, mà giờ chắc đi quay 1 phim thôi. Vậy là phim này ba mày còn quay hơi dài chút nha mọi người. À, đây là chợ Bến Thành. Bây giờ mà ba mày còn kêu quay thêm phim nữa chắc ba mày còn đuối chạy đậu quá, không giỡn đâu. Rồi đây là công trường Quách Thị Trang. Khu này là khu trung tâm của chợ Bến Thành nè. À, cái tòa nhà lầu này nào con là của Metro á. Mà Metro hình như là nghe nói là đang xin được lùi lại hạn để chạy hay sao á bà con. À, đây là cái trung tâm, một cái giếng trời của hầm Metro. Con đường bên đây là đường Phạm Ngũ Lão nè. Hồi xưa bên tay phải qua Metro đây là mấy chiếc xe hơi với lại mấy xe bò. À, không biết bà con bắt xe ngựa chứ hả? Quên. Ai có xe bò giờ? Ở đây có xe ngựa dọc dọc cái khu quá xa. Ôi, quán bia khu mực trời ơi, người ta ăn uống người ta nhậu quá trời kìa bà con.
bên tay trái ba mươi cầu đây là có cái nhà của ông Nguyễn Văn Hảo đúng không, nằm ngay góc đường Trần Đạo á. Xin thưa với bà con cô bác, cái ông Nguyễn Văn Hảo này là ông là coi như là một trong những ông tỷ phú giàu nhất nhì Sài Gòn này đó đó nè. Bà con cô bác thường hay có một cái sự lẫn lộn nè, cái cho rằng ông Nguyễn Văn Hảo này là thủ tướng hay phó thủ tướng gì thời Việt Nam Cộng Hòa ha. Nhưng mà xin thưa bà con bác không phải nha, có tới hai ông Nguyễn Văn Hảo luôn á. Còn ông Nguyễn Văn Hảo đây á, là ông này là một cái chủ, ông này là chuyên bán phụ tùng xe hơi nha bà con à. Mình bây giờ thì mình gọi là xe ô tô á, nhưng mà xưa ba mươi còn chỉ nhớ là ba mươi còn mới gọi là ô tô, mà ba mươi còn gọi là xe hơi à, là ông đó là ông chuyên bán phụ tùng xe hơi. Mà cái cuộc đời của ông xuất thân từ bần hàng lắm bà con, nghèo lắm. Không biết bà con bác muốn nghe ba mươi còn kể về cái ông này không? Bà con cô bác nào mà thích nghe ba mươi còn kể chuyện mà Sài Gòn xưa, bà con bác cho ba mươi còn một cái like ha, để ba mươi còn có thêm động lực ha. Rồi mốt ba mươi còn kể cho bà con bác nghe. Thì xin thưa với bà con cô bác, để ba mươi còn kể luôn. Chứ tính nói ở trong khu này là khu Bùi Viện, nhưng mà ba mươi còn mà đi vô Bùi Viện là ba mươi còn lại quên kể. Giống như đó ba mươi còn nói là để ba mươi còn kể cái vụ Bình Xuyên á. Bà con bác nói hàng này về đặt nổ, này là về đặt xạo nữa, nó nói mình không nói, nó dụ mình không nói tại quên thôi à. Đây cái đạp này đạp công nhân nè bà con, cái đạp này là cũng là của ông Nguyễn Văn Hảo bà con à. Đây là nơi mà gọi là hàng không mũ hạm đó, về cải lương đó. Đó nó lan man rồi bắt đầu lại quên à, để bà mình còn tập trung ha, kể cho bà con bác nghe về lịch sử ông Nguyễn Văn Hảo này. Thì xin thưa bà con bác, ông này là ổng là quê của ổng ở dưới Vĩnh Long hay Trà Vinh ta, ổng ở huyện Càng Long đó bà con, Càng Long chắc Vĩnh Long hả à, không Trà, Càng Long là chắc ở dưới Trà Vinh à. Thì à, ông này ổng xuất thân từ một cái nhà nghèo, hình như là cha của ông hình như có ba đời vợ. Thì nói chung là ông sống cũng nghèo lắm. Thì sau này ông có một cái người anh, một người anh mà coi như là cùng cha mà khác mẹ à, mở một cái xưởng mà phụ tùng ô tô á ở trên Sài Gòn nè. Thế là ông mới đi lên để em theo học. Mà ông á, ông là cái người hồi này có hạng đúc của Nguyễn Văn Dụng nè. Bữa nào ba mẹ cầu sẽ kể cho bà con bác nghe về ông Nguyễn Văn Dụng ha. Rồi hứa vậy đó, nhưng mà để khi nào làm thì tính thì biết. Thì giờ kể ông Nguyễn Văn Hảo đi. Thì khi mà ông lên đây á, bản tính của ông là rất là chăm học, chăm học hỏi. Ông cứ lân la mấy người thợ bà con, rồi để ông học nghề, gặp những người giỏi ông học nghề. Hình như là ba mình còn nhớ lầm là cái ông anh của ông là coi như là ngoài cái vấn đề cung cấp phụ tùng xe hơi đó, là coi như là có sửa xe hơi thì sao đó, nói chung là không nhớ rõ à. Nhưng mà ông cứ đi theo học, đặc biệt là những cái thợ giỏi á là ông đi theo ông học. Rồi từ từ bắt đầu cái người anh mới giao cho ông đi quản lý rồi buôn bán này nọ. Thì trong quá trình mà ông làm cho người anh là lúc đó là ông đã lâm le, là coi như là ông làm việc lớn rồi. Ông học hỏi cách giao tiếp, nói chung là ông học hỏi tất cả những thứ à, từ học hơi giỏi. Ôi trời ơi, xe gì vậy? Ôi cái xe đó ghê quá, chạy băng ngược chiều luôn đó. Thì ông học rồi, thậm chí học luôn cách kinh doanh, học cách luôn đầu mối lái quan hệ sao, ông học hết ráo trời. Rồi đến một cái ngày đẹp trời rồi đó, bắt đầu ông bung ra, ông làm chủ à, ông mở một cái tiệm bán phụ tùng à, xe hơi nho nhỏ. Và hai vợ chồng của ổng rất là thân thiện nha bà con, thân thiện lắm à, cho nên là được cái giới mà khách hàng á, giới mà đi xe hơi á, họ ưa chuộng lắm. Đặc biệt là ông rất chú trọng vô mấy cái giới tài xế. Và cái tuyệt chiêu của bà vợ của ông á, để thu hút người ta quay lại á, đó là khi mà vô mua á, thì bà thường hay hỏi
là cái người mà mua đồ, nói chung khách hàng của bà, bà thường hay hỏi là anh là làm chủ hay là anh là tài xế. À, làm chủ rồi thôi, làm chủ là mày giàu rồi. Nhưng mà nếu mà ai làm tài xế đó thì xin thưa với bà con các bác đó, bà sẽ chích lại một phần tiền nho nhỏ rồi đó để cho giới tài xế. À, giống như bây giờ bà con có thấy mấy cái quán ăn á, là tài xế mà đưa khách vô là có gói thuốc, cà phê, ăn uống miễn phí gì đó. Nói chung khoảng đó cũng nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà giới tài xế người ta khoái lắm. Và đồn này là đồn nọ, đồn kia, bắt đầu thế là bà buôn bán đắt hàng. Nhưng mà bà chiều lòng khách dữ lắm, hai vợ chồng của bà phục vụ khách là tận răng. À, ai cũng vừa lòng hết, để khi mà họ đi rồi họ sẽ quay lại. À, thì công việc làm ăn của ông rất là ngon lành. À, rất là ngon lành. À, như ông Nguyễn Văn Hảo này, 30 người nhớ, ông làm là ông sinh năm 1890 đó bà con. Năm 1890. Thì cái công việc làm ăn của ông đang ngon lành. Thì đến thập niên 60 thì bắt đầu ông giao hẳn cho bà vợ luôn. Rồi sau đó cái ông về cái dưới tỉnh Trà Vinh của ông á, quê nhà của ông á, ông xây dựng một cái ngôi chùa. Cho nên là bây giờ có chùa ông Hảo dưới Trà Vinh đó bà con. À. Rồi ổng về quê ông này ổng tốt lắm bà con. Hai vợ chồng ông Nguyễn Văn Hảo này là không có gì mà chê chắc được hết. Ổng giúp đỡ bà con, ổng cho mượn đất ruộng này nọ làm để làm xung quanh cái ngôi chùa của ổng. Hình như ổng mất năm 1970 á, bà mày còn nhớ là như vậy. Bù lại thì xin thưa với bà con của bác á, sau này hình như là ổng cũng sống lâu rồi nha, ổng phải là năm 1970 đâu. Rồi nói chung bà mày còn không nhớ. Hình như là sau năm 70 đó, sau năm 75 chứ. Rồi nói chung bà mày không nhớ, bà con bác nào có biết thì bà con bác chỉnh lại. Gì mẹ? Thì vợ bà mày còn bác buồn ngủ rồi bà con. Yeah. Thì thôi vậy bà mày còn chốt cho nó lẹ ha. Thì xin thưa với bà con của bác á là bà buồn ngủ cái giờ bà mày còn cũng quên bà nó hết luôn rồi. Nói chung là sau này là bà vợ cũng mất ở dưới nè, nhưng mà cái đời ổng bà thì làm ăn buôn bán ngon lành lắm, nhưng mà đến đời con á thì không được vậy bà con. À, con của ông Nguyễn Văn Hảo này như là ba mẹ còn nhớ, như ổng có nhiều người vợ lắm, nhưng mà ổng chỉ có một người con trai thôi. Hình như là sinh năm 1928 hay 29 gì đó, tên là Thạnh. À, ở căn nhà của ổng bây giờ luôn có bốn mặt tiền á. Thì người con trai thì tính tình nóng nảy thì không có hòa nhã như là hai vợ chồng, cho nên buôn bán sau này không có được lắm. À, dạ ba mẹ con bắt buồn ngủ rồi, cho nên giờ ba mẹ con cũng không còn có tâm trí đâu để mà ba mẹ con cái chuyện nữa. À, còn cái rạp mà Nguyễn Văn Hảo xin thưa bà con cô bác là tại vì ổng mê cái lương. À, ông mê cái lương cho nên ông mở cái rạp để ông nghe cái lương thôi. Rồi sau này cái ông về già, ông lớn tuổi bắt đầu mới cho cái rạp đó, bắt đầu ông mới cho thuê. Bắt đầu người ta mới chuyển sang là rạp cine. À, cine Nguyễn Văn Hảo. Rồi đó, rồi sau này là đổi tên là rạp công nhân. Đó là cái chuyện của ông Nguyễn Văn Hảo. Rồi thôi bây giờ ba mươi cầu xin bà con bác cho ba mươi cầu một chút xíu thời gian để câu view ha bà con ha. À, bà con bác nào không thích comment của con view thì có thể là ngay bây giờ bà con bác có thể xong rồi đó, ba mình còn xong phim đó. Tới lúc này là thường là ba mình còn sẽ xin chào tạm biệt rồi đó. Nhưng mà nếu mà như vậy thì xin thưa với bà con bác video ba mình còn không ai câu á. À, bà con bác xin phép cho ba mình còn 30 giây để ba mình còn dịch view nha bà con. Để cho có chút đỉnh tiền đổ xăng uống nước. À, dạo này không ai cho tiền của ba mẹ cầu hết thì thôi bà con bác cho phép ba mẹ cầu xin phép được giật view để kiếm tiền. Làm YouTube khổ lắm bà con cô bác, không có view là không có tiền, khổ lắm. Cho nên bà con bác thấy ba mẹ cầu giật view đừng có giận ba mẹ cầu nghe. À, cho nó kiếm một chút cháo. Thì liên quan đến cái sự việc mà chết cha là giật view, giờ cũng không còn nhớ cái view gì để mà giật.
ba mươi gù quên luôn rồi. Kể nhiều quá giờ không biết giật view ở chỗ nào luôn, chết cha rồi mà không giật view sau phim này ai coi trời. Thôi kệ bà đi, bây giờ hết biết rồi, không biết giật view gì luôn. Trời ơi khổ không mà con có thấy không, ba mươi gù khổ rồi đó, mỗi lần mà về mà kiếm suy nghĩ nát tiêu đề nào để giật view con view lên nát óc luôn, chứ không giỡn đâu. Ba mươi gù khổ tâm lắm đó, chứ không giỡn đâu. Bữa giờ bận quá cho nên view cũng không có nhiều nữa. Để xong qua cái đợt này ba mươi gù thư thả thời gian rồi, ba mươi gù xây dựng kênh lại. Rồi thôi đi, chắc khỏi giật view luôn đi, chứ giờ biết đâu, giờ nhớ đâu nữa đâu mà giật. Rồi thôi, ba mươi gù xin chào, tạm biệt tất cả các cô, chú, anh, chị và các bạn. Hẹn gặp lại các cô, chú, anh, chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye.